mình là rồi ba chưa tốt nét kinh mà lờ luôn á, nói hoài luôn á. Về cái tập này cái đâu đâu có ở đâu rồi chị bóc ra coi như tập giấy còn lại gì chỉ cho nó là nhiều. Ồ, cái bài này phong đẹp không? Nó tự phân á. Giỏi vậy. Ừ, cho ngoài đi chỉnh, vậy? Em đi chỉnh lại chút xíu thôi, cũng ân đó con. Ân hả? Giỏi ta. Sợ quá hả? Sao thi đúng không? Đó là cái này, dễ không? Đỉnh. Nếu mà bây giờ xịt con mắt nó là nó bị một con cao, một con cao, một bên thấp. Thầy đi nó không cao luôn, thấp rồi. Xa là đang học toàn thân của cục. Nói con quay à, đàn em nheo nhóc. Ôi, pin này. Xong. Đi quay sát lấy nét nè. Bây giờ sửa. Thôi, tối hù lấy nét gì. Nói ra qua đây. Má ơi, có tay này nữa. Sợ ơi. Không rõ nét là gì rồi. Thôi, ra cái đi. Ô. Cô rủi mấy em hả? Cô kêu xin rồi. Chết mẹ rồi. Cứ như cái đầu gì nữa không? Cũng vậy thôi. Cái gì không? Cái nhẹ. Cái dài xuống là cái đầu nó kéo thêm. Cái dài xuống là cái đầu nó kéo thêm. Phải cố chỉnh cái này. Bởi vì cái chụp nó cố tình nó đã lệch rồi. Bây giờ như vậy thì bên mắt cao nó thấp nè, kỳ nè. Thì sửa. Anh Nhân phải làm cái mắt này rồi. Bây giờ sửa nó lại thì tới như mắt cao từ mình á. Bây giờ cái mắt này. Sửa cái mẫu cao cũng được. Cho nó ngồi ra ngoài. Ngoài thì lan luôn nè. Cô quay quay hồi có đứa bị bỏ xe buýt bỏ. Kêu rác gì? Dạ đúng. Trời, cái thật ngậu dư luôn. Ngoan gì mà đừng mất ối. Vậy chưa? Dạ, mở cho em. Please. Đi, dạ. Yeah. Tắm rửa rồi cho em. Đứa nào kia sớm nha. Không về cũng đuổi. Không về cũng đuổi à. Đi em đi. Lấy cái xua đuổi á. Đứa này là cái mua cây xua đuổi. Dạ đúng hả? Dạ, thôi hình ra đẹp được. Thôi cô ạ. Chết em luôn. Đúng mà như có hả. Đâu gái đẹp đâu. Đâu gái đâu. Quen quen chân vậy. À gái, gái đây rồi. Cầu lên đi. Phải gái đúng cô. Sao cô làm vậy? Đẹp. Hai chị đẹp, gái đẹp lắm đây. Thôi vậy nha. Ngày mai, 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 ngày mai,
chơi Uno mà chặt như láo thì tội thì mới xử này. Thanh hay còn gọi là Thanh Đê Đê. À, Thanh Na thích đập hai đứa luôn đứa cháu. Đứa thật đứa thật. Thanh Na đứa thật và thích đập. Khi nào có khi nào hai đứa này? Có rồi có rồi. Có rồi hả? Chưa. Không chưa. Chưa nè. Tu nay. Cả hai này chưa có gì hết. Thì không? Cả hai cùng nhau không? Cả hai cùng nhau không? Một rưỡi rồi. Sắp rồi đó. Nó đang ren ren giờ đó. Còn lâu lắm. Còn phải thu bài nữa. Mặt ngơ ngơ thôi. Ghế giống ghế mình nhỉ. Hello. Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Vụ gì? Cái gì? Cái gì? Phong nói lại là sao? Tượng cổ lọ thầy. Cổ lọ hả? Nhưng mà cái mặt hơi nhăn nhăn xíu. Nào trung niên đúng không? Dạ. Đi ra rồi ra giùm chịu nha. Ủa đi ra luôn hả? Cái bà rồi. Đây đứng này. Còn em buông tâm vô cũng qua cùng xếp. Hả? Buông để cho Phong đi chứ. Tâm vô lắm. Dạ, vậy đó. Dễ hơn hả? Sao mà mấy anh khách nó thay liên tục nhỉ? Ừ. Nó bé quá không nghe. Sao sao dù gì? Sao thầy? Sao nó lại nó bé quá. Ghê vậy. Thiệt. Tính nó vẽ thanh niên tốt mà. Dạ, đó chưa nói là ra nam trung niên thấy không? Nhưng mà có nếp nhăn không? Có thầy, nhưng mà ít lắm. Ít lắm. Một cái với cái hai cái. Vậy hả? Mặt nó có hai cái. Mắt có chồng không? Mắt có con người không? Có lỗi hay luôn mà nghĩ. Tóc y chang luôn. Y chang quá thầy. Wow. Hên bà hộp. Học lắm được xíu. Trời ơi, trúng tủ rồi. Chắc đợt này Tân nó không chịu được hai luôn á. Thầy má, Tân có thể đi. Em thấy nó giống cái tượng gì đó, Hải Quân của bên Anh đó. Hải Quân à? Đúng rồi, ý là giống tượng đó không em? Giống tượng Hải Quân bên bà kia đứng trước kìa. Có lỗ chứ mấy ta có mấy ta cái này mà cái con má giống giống tượng Hải Quân chứ hả? Đạo ở đây học từ ở cỡ đâu Hải Quân hả? Ý tượng Hải Quân có cái ngôi sao đầu á. Nó bị nhiều á. Chắc nó ra chưa ta? Chắc sắp ra đó con. Để coi đạo ơi. Thấy cái này quen quen. Ờ biết quen thiệt. Ủa em mượn á, em mượn lắm hả? Mua hả? Ghế của anh nhỉ? Mua trăm mấy? Thang lơ. Em cũng thấy cái này nè. Xì tay ghế thì quen quen nhỉ? Bên mình cũng vậy kìa. Ờ. Đó. Nói chung bé kịp giờ không? Dạ kịp thầy. Có vẻ nền đầy đủ không? Đây đây lại. Chắc quá nhưng mà lên màu không kịp. Thắng quá trời ơi. Hy sinh xí. Hy sinh xí. Cô cần ghế treo. Yeah. Ghế treo. Chắc mô coi là phải làm cái biển. À, à không, cô lấy cái bàn vẽ nè. Chỗ cũ qua mà. Này. Hả? Sao? Có ai đi chung đâu? Có ai đi ấy chung ấy đâu? Đâu đâu, ý đâu? Đâu rồi, đâu rồi? À, đây. Ngon không? Hả? Tượng ngon không? Sao? Ngon. Tượng sao mà ngon? Tượng nó là hợp thể của cái ông cụ, ông lọ, ông chủ á. Cái mặt cũng đẹp trai vậy, tóc cũng xớt ra sao. Nhưng mà cái áo là cái áo của cổ. Ông không? Mắt có con ngươi nọ đồ đúng không? Dạ dạ có con ngươi luôn. Y chang cái tượng này luôn á. Cái chảo để luôn. Trời ơi. Nói chung là em tưởng nó vô cái kính này vậy còn có kính trời mừng. Rồi sao? Dạ. Đúng y như thầy đó đề đúng không? Nam trung niên đúng không? Đúng luôn. Đó là hai thầy. Kết hợp luôn á. Hai tự kết hợp. Lúc cục sao tự thấy sao? Dạ. Không lệch. Kiểu có cục quá trời mấy bài luôn mà không mà lệch nữa là thôi tôi thua luôn. Cô em tự trách nhiệm rồi giờ em viết góc nghiêng không không vẽ góc nghiêng không à. Lệch trong mặt không nhá. Là do em dàn góc nghiêng à. Không. Do em dàn góc nghiêng bé à. Dạ không có, mấy bạn ngồi ấy hết trơn rồi em nghe không được rồi em ngồi. À xong cái em vẽ góc chính diện. Dạ em ngồi góc hơi xéo có mà vẽ chính diện thì bạn nghe.
vẽ có sáng tối lớn thấy ánh sáng trong thấy trong lớp em thấy rõ không? Dạ thấy được. Tại em ngồi ngoài hành lang hay là cái sao? Bên mặt sáng là em hơi sợ thôi, cái bên sáng vô là em hơi sợ thôi. Dạ. Dạ ánh sáng tán loạn luôn. Anh tán loạn. Thấy ổn. Thấy thoải mái đúng không? Đợt 1 giống như là nháp thôi, đợt 2 đúng là chứng gì? Sáng tạc ngang. Vậy thôi chúng bài luôn rồi. Em sắp bạc ngang. Đủ nguồn ánh sáng luôn. Đủ luôn. Ở ánh sáng ngoài tự nhiên này hắt vô qua cửa kính rồi phải không? Rồi ánh sáng từ cửa kính nó chá, rồi ánh sáng trên nó mà một đống đèn cho nó chạ xuống nữa. Đó thì nói mà. Ngon lành luôn. Ngon lành. Rồi anh Tấn có đi phòng nào cách em không? Phòng ngược lại. Em 32 nó 23. Ê, nó hồi ý là về lớp hay là về phòng? Dạ. Rồi. Em về phòng hay là về lớp? Em tính chạy về lớp luôn á mà không biết gì có bao giờ. Về lớp nè. Rất về lớp nè. Để là hồi chờ anh Tân ra xong cái chụp hình ha. Chụp tấm hình kỷ niệm. Chụp tấm hình kỷ niệm ở ngay cổng trường. Rồi về thôi. Trời ơi, em tưởng nó vô gì đồ màu, em biết cái áo trắng vô và chị màu là cho muôn màu chị ơi. Vậy hả? Muôn màu là cấm không cho cái mặc áo mau văn này nọ à. Em không biết hôm nay miếng áo trắng vô rồi cái tay chị em che bởi vậy vô. Bình thường ý nó mặc áo hồng hồng cam cam á đi luôn. Ủa không mặc áo cổ à? Ờ tự nhiên xong lên mặc áo trắng gì đâu ra luôn. Giờ mặc áo cổ chứ nhìn giống con nào á chứ không phải con ý. Cái trường nó hồi mãi nói chuyện cái Tân đi qua không nhận ra luôn á. Mãi nói chuyện quá Tân đi qua luôn. Ngon. Trời có học trò dễ thương như vậy còn gì bằng. Đấy trời ơi có một người cô dễ thương như vậy còn gì bằng. Mất đứng mình tự nhiên. Không lẽ lo rồi, giận hả? Giận. Giỏi. Núp cái gì? Quay cho vui. Tân ơi. Dạ. Nói gì vậy? Dạ em coi mấy cái dạ. Anh đang ngoài cổng nè, em đi ra cổng quẹo trái. Đừng không có thời gian. Nghe. Được đó. Nghe. Chúc mừng. Ra rồi. Ra nghe. Đây ạ. Bay nha. Ra cổng quẹo trái có hai cô nữa. Dạ. Ai vậy? Ủa quẹo phải, nhầm. Tân gọi à. Rồi. Nó đang ra tới cô. Gọi là gì ta? Tân phải kể gì gọi là gì ta? Hero. Ê! Tân đền. Cái mày cầm hát đi đây đúng không? Không có cho. Ờ, không có cho đi. Đâu? À cái kìa, đéo kiến nữa trời ơi. Ngựa. Giọng em hai đứa trời. Tân đền. Ngựa ghê lắm. Lại má đã đi ra một mình không à, đi nước luôn á trời. Ra sớm à chị. Cô đón cái thầy đón luôn vui. Ừ, cái đứa đi trước em nó được ly nước. Ủa vậy hả? Sao được không? Được thầy ơi. Ngon hơn. Nó bạn nó giống cái con cổ lọ vậy. Ngon hơn trong lớp không? Em lên được cỡ ông già. Trong lớp hả? Trong lớp được cái cổ chua hơn, còn cái này thì cái mặt có nếp nhăn. À. Chị quá rồi. Em chọn đúng góc sáng của em. Đúng như cái góc cũ. Có để bà ra xa thường xuyên không? Có rồi. Sao nay ra trễ vậy? Lâu vậy? Điểm lên hả? Không, em đứng ra một bên chờ cho mấy bạn kia đi xong rồi em mới đi. Dạ, chứ không phải là lấy 10 điểm hả? Thôi, đâu hết giờ. Không hết giờ, em đi em giờ lấy nó hết giờ luôn. Mình đâu được mấy đâu. Giờ là bỏ bút rồi. Tại lấy hết giờ, cái mình mà cầm cái bút mình chọn. Nói chứ là làm như là hai cái cáo mà nhiều mẹ để xong đúng không? Mình cứ ngồi đi, cắm bàn mình hỏi chỉ được 20 sớm. Không, em không cần sớm, em xài hết thời gian. Đâu, em số 3 em nộp luôn mà. Ý là số 3 rồi á, mà còn thời gian á, thì mình cứ ở lại, mình coi ngắm bạn mình, đến khi bắt chưa hết giờ thì mình mới ra. Chứ đừng có ra sớm là gì. Mà nạp bài là nửa tiếng gì con? Thì ở chỗ nắng quá thầy. Có cái đứa ra sớm. Bây giờ. Trước 1 tiếng luôn á. Thì kiểu gì mà nó ra trước 1 tiếng. Không, em đâu giờ vậy đâu. Thôi bây giờ mình kiếm cái chỗ nằm ánh mát mình chụp cái hình đó đi, kỷ niệm đi. Kỷ niệm đợt 1 đi. Kiếm nào có logo kiến trúc á. Đúng rồi, mình á. Kiểu logo kiến trúc ngay cổng á, trên trên á. Logo xíu. Mày giờ nhìn kìa. Em hót ra rồi em mừng biết bao phải làm. Trường phải làm cái logo siêu to luôn. Bố là 5 năm sau phải đi có cái băng rôn.
không? Đi chứ. Đi không? Hay là đi em đi chứ, đi chứ. Em rảnh làm đi cái này à. Hay là gia nhập vô tiếp sức mùa thi? Không, gia nhập là thôi. Lười lắm. Lười lắm, lười tiếp sức lắm. Lười tiếp sức à? Giống giống mấy đứa đứng hò hét nãy giờ đó. Hét. Đó. Bạn nào xinh xinh kem vô thì em đi. Dạ. Đang đi với cô còn là gì còn nửa tiếng á. Còn nhìn. Chào cô. Hello em, đi khẩu trang khó nhận ra quá. Dành đi à. Ở nhà à, để vậy tôi đoán được, đúng rồi. Để vậy tôi đoán. Con có gặp cô trên YouTube rồi. Con nói thầy Long, con kêu thầy Long. Ủa, sao vậy? Sao sao? Ơi, buồn ghê. Cái khẩu trang không có nhận ra thiệt. Đột ra muốn ta nhận biết thì đột ra. Thái là thầy. Hả? Em là Thái nè. Thái à? Thái Hoàng. Thái Hoàng à. Thấy mặt có vừa, chắc là vừa đâu. Thái nào cô em biết. Em tên Thái Hoàng. Lớp con chơi bữa thứ 2 á. Mà không biết sao gặp cô ở đây luôn. Vậy hả? Vừa qua lớp chơi luôn. Sao nhận nó được? Ông ta em đâu có để mặt em đâu. Vừa qua bạn không? Dạ, không được đó cô. Mà em gặp bạn. Rồi vậy nếu mà gặp bạn xong thì không có. Hồi nãy giờ cô thấy anh Vinh. Anh đứng dưới á, anh đứng dưới. Là chút nữa ra cổng luôn á. Thái Hoàng. Ôi. Nhiều người nhận ra cô Nhi quá. Mà cô Nhi hồi lại nổi tiếng. Tại vì cô Nhi xin chào tất cả các bạn. Nhưng mà cô Nhi có là nổi tiếng. Đúng câu giống y chang á, mỗi cái mặt luôn.